Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ tổng lực tấn công mối đe dọa chiến lược Trung Quốc. Biển Đông, Hồng Kông, nhân quyền, Huawei. Trung Quốc đang bị Hoa Kỳ tấn công trên mọi mặt trận. Tham vọng vươn lên của Bắc Kinh đụng tới quyết tâm bảo vệ vị trí cường quốc số 1 của Mỹ. Trung Quốc giờ trở thành mối đe dọa chiến lược trong chính sách của Hoa Kỳ. Tàu sân bay của Mỹ tuần tra Biển Đông đã bị Bắc Kinh gọi là hổ giấy, mà hỏa lực của Trung Quốc có thể thiêu rụi. Bắc Kinh cũng bị lên án đàn áp nhân quyền ở Tân Cương. Thế nhưng, Mỹ mới là nước vô địch thế giới về vi phạm nhân quyền. Đây là theo phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Sơn Oánh. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản vào ngày 29 tháng 6 năm 2019. Mỹ đã dùng Hồng Kông để cản đường phát triển của Trung Quốc, nhưng âm mưu này đã bị thất bại và Mỹ phải sửa sai. Đó là lời cảnh cáo của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang khi triệu đại sứ Mỹ Terry lên phản đối đạo luật tự trị Hồng Kông được Tổng thống Donald Trump ban hành vào ngày 14 tháng 7. Và đằng sau những lời lẽ hùng hồn, cứng rắn đó là sự lo lắng ngày càng gia tăng trong giới chính quyền Trung Quốc. Theo nhận định của Ken Moku trên trang AP vào ngày 16 tháng 7 năm 2020. Ở một góc độ nào đó, những đòn tấn công dồn dập của Washington nhắm vào Trung Quốc được cho là phục vụ cho mục đích tái tranh cử của đương kim Tổng thống và đánh lạc hướng công luận Mỹ về cách xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán và những hệ quả kinh tế xã hội của nó. Vậy liệu tình hình có khả quan hơn hay không sau cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020 cũng là một câu hỏi được đặt ra. Giáo sư quan hệ đối ngoại Shi Yingfeng, Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh nhận định với hãng AP rằng cơ hội đối thoại nghiêm túc có khả năng mở ra nhưng tình hình chung sẽ không thay đổi. Còn hiện tại, ông vẫn chưa thấy được một chiến lược khả quan nào mà hai nước có thể chấp nhận để xoa dịu căng thẳng. Thực vậy, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang trải qua một giai đoạn tồi tệ nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 1979, mà nguyên nhân là giữa hai nước tồn tại sự khác biệt sâu sắc về hệ tư tưởng. Hoa Kỳ luôn hy vọng Trung Quốc trở nên dân chủ hơn khi mở rộng hợp tác với thế giới. Thế nhưng, Bắc Kinh thông qua phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị nhắc lại rằng hai bên cần tôn trọng những sự khác biệt nội bộ, không tìm cách điều chỉnh đặc thù của mỗi bên mà nên tìm ra những biện pháp để chung sống hòa bình. Và luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt tại Hồng Kông, đặc khu hành chính được hưởng quy chế một quốc gia hai chế độ đến năm 2047, có lẽ đã đặt dấu chấm hết trong mong muốn Trung Quốc dân chủ hơn mà Mỹ từng kỳ vọng. Trong khi đó, hồ sơ nhân quyền ở Tân Cương cũng gần như bế tắc. Bất chấp thế giới phản đối và trừng phạt, chấn áp vẫn đang diễn ra tại các trại cải tạo vẫn được duy trì ở Trung Quốc. Và đối với Bắc Kinh, mọi phản đối hay trừng phạt của nước ngoài đều là can thiệp vào việc nội bộ của Trung Quốc. Đây là hình ảnh vệ tinh thu được vào hôm 17 tháng 7 năm 2020 cho thấy có ít nhất 8 chiến đấu cơ của Trung Quốc đang đậu trên đường băng của đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Các chuyên gia cho biết đây là lần xuất hiện nhiều máy bay chiến đấu nhất tại đảo Phú Lâm, căn cứ quân sự và khu định cư lớn nhất mà Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại Hoàng Sa. Dưới thời ông Tập Cận Bình, chính quyền Bắc Kinh muốn đẩy mạnh xuất khẩu mô hình lãnh đạo đất nước, quản lý xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra khắp thế giới, mở rộng mạng lưới đồng minh đối tác và áp đặt luật chơi riêng trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế, y tế đến cơ sở hạ tầng, phát triển thành một cường quốc quân sự. Và có lẽ chiến lược trỗi dậy được chính quyền của ông Tập Cận Bình thực hiện một cách hung hăng hơn đã khiến nhiều nước lo ngại. Liên hiệp châu Âu đã thức tỉnh, vẫn coi Trung Quốc là một đối tác nhưng cũng là một đối thủ. Còn Mỹ sẽ không dễ dàng để Trung Quốc trở thành mối đe dọa chiến lược và vươn lên vị trí cường quốc số 1. Tiếp tục một câu hỏi được đặt ra là bao giờ cho đến tháng 11? Có lẽ Bắc Kinh còn phải nếm mật nằm gai từ giờ đến ngày bầu cử của Mỹ. Biện pháp trừng phạt mới nhất đang được Washington cân nhắc là cấm nhập cảnh đối với toàn bộ đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và gia đình của họ. Washington đã cảnh báo Bắc Kinh không ngăn quân đội Mỹ tại Biển Đông. Và bản thân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vào hôm 21 tháng 7 năm 2020 đã cảnh báo Trung Quốc là không ai có thể chặn bước chân của Hoa Kỳ tại Biển Đông và nhấn mạnh rằng các hàng không mẫu hạm của Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tại vùng biển này. Đồng thời, ông cũng chìa ra cảnh ô liu cho Bắc Kinh, cho biết muốn đến thăm Trung Quốc trước cuối năm nay. Vào hôm thứ Ba, ông Esper
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã phát biểu tại một sự kiện của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở ở Mỹ rằng Trung Quốc tiếp tục tham gia các hoạt động phá vỡ quy tắc có hệ thống và ép buộc các hoạt động hung hăng khác, và đáng quan ngại nhất đối với tôi là quân đội Trung Quốc tiếp tục các hành vi hung hăng ở trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Ông nói tiếp, chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ thay đổi, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho phương án thay thế, và chúng ta phải duy trì hệ thống tự do và cởi mở, đảm bảo hòa bình và thịnh vượng cho hàng triệu người và bảo vệ các nguyên tắc làm nền tảng cho điều đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper đã nói rằng quân đội Mỹ đang triển khai các lực lượng để chống lại hành vi của Trung Quốc và hỗ trợ các chính sách của Mỹ, rằng Mỹ đã tiến hành các hoạt động tự do hàng hải, thách thức các hạn chế đi lại bất hợp pháp và yêu sách quá mức của Trung Quốc trong năm 2019 nhiều hơn bất kỳ năm nào trong 4 thập niên qua. Ông cũng nói tiếp, chúng tôi sẽ duy trì tốc độ này trong năm nay. Vào thứ 3 tuần trước, tàu khu trục USS Ram Johnson của Hải quân Mỹ tiến hành chuyến đi tự do hàng hải lần thứ 6 trong năm nay tại Biển Đông. Và hai lần trong tháng này, ông Esper đã lưu ý Hải quân Mỹ đã vận hành hai nhóm tàu sân bay tấn công cùng lúc. Trung Quốc tỏ ra nổi giận với sự hiện diện của tàu sân bay của Hải quân Mỹ ở Biển Đông. Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc viết vào đầu tháng này rằng Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Trung Quốc và bất kỳ hoạt động nào của tàu sân bay Mỹ trong khu vực đều nằm trong ý đồ của Hải quân Trung Quốc. Và Hải quân Mỹ cho biết tại thời điểm đó họ không hề bị đe dọa. Đây là hình ảnh hai nhóm tàu sân bay Mỹ diễn tập trên Biển Đông vào hôm 6 tháng 7 năm 2020 vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói ông không biết người Trung Quốc có ý gì khi tuyên bố rỗng tách về việc các tàu sân bay Mỹ ở đó là ý muốn của quân đội Trung Quốc hay gì đó. Và tàu sân bay Mỹ đã ở Biển Đông, ở Ấn Độ, Thái Bình Dương kể từ Thế chiến thế giới lần thứ 2 và sẽ tiếp tục ở đó, và chúng tôi sẽ không bị ai ngăn chặn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper đã nói. Và chúng tôi sẽ di chuyển trên biển, bay trên trời và hoạt động ở những nơi mà luật pháp quốc tế cho phép. Và chúng tôi làm điều đó một lần nữa để khẳng định luật pháp và quyền quốc tế, đảm bảo chủ quyền của bạn bè và đối tác của chúng tôi, đảm bảo với họ rằng chúng tôi sẽ ở đó để bảo vệ. Nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper về Biển Đông xuất hiện sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Hai tuần trước bác bỏ hầu hết các yêu sách của Trung Quốc. Và thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố. Và Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi tuyên bố của Mỹ về Biển Đông là vô trách nhiệm và nó vi phạm và bóp méo luật pháp quốc tế, cố tình châm ngòi cho các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải và làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Quyên đã tuyên bố vào hôm thứ Ba tuần trước như vậy. Và bất chấp những lời lẽ cứng rắn về Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper đã nói dự định đến thăm Trung Quốc trước cuối năm nay có thể để thiết lập các hệ thống truyền thông cần thiết trong trường hợp có khủng hoảng. Và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng tuyên bố rằng Mỹ muốn lập liên minh chống hiểm họa Trung Quốc. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson nhân chuyến thăm Anh kéo dài 2 ngày từ hôm 20 tháng 7 của Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo rằng tất cả các nước trên thế giới cần ý thức rõ ràng về độ nguy hiểm nếu không kiểm soát được tham vọng của Trung Quốc. Và phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 21 tháng 7 bên cạnh người đồng cấp Anh Dominic Raab ở thủ đô London, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Trung Quốc chính là đối thủ lớn nhất của Mỹ và là mối đe dọa nguy hiểm cho trật tự quốc tế dựa trên luật pháp hiện nay, theo hãng tin Reuters chia sẻ. Do đó, quan chức này đề xuất cần nhanh chóng thành lập một liên minh để chặn đứng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và gây sức ép buộc giới lãnh đạo Bắc Kinh từ bỏ mọi động thái làm tổn hại hòa bình và ổn định chung. Và chúng tôi muốn thấy mọi quốc gia hiểu được sự tự do, dân chủ và hiểu mối đe dọa mà Trung Quốc đang đặt ra. Ngoại trưởng Pompeo đã nói, ông nhấn mạnh thêm, chúng tôi hy vọng chúng ta có thể xây dựng một liên minh nhận thức được mối đe dọa từ Trung Quốc và phối hợp để Bắc Kinh hiểu được cách hành xử của họ không mang lại lợi ích cho chính họ. Và Trung Quốc không thể cứ tuyên bố chủ quyền ở những vùng biển mà nước này rõ ràng là không có cơ sở pháp lý. Trung Quốc không thể cứ bắt nạt, dọa dẫm các quốc gia xung quanh mãi. Những hành động, hành vi thao túng các thiết chế quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, WHO cũng phải dừng lại. Ông Pompeo đã khẳng định. Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, mục đích quan trọng nhất của việc thành lập liên minh là kiến tạo một nền tảng để mọi quốc gia có thể tự mình đứng lên chống lại Bắc Kinh và tự thân giành lấy những quyền lợi hợp pháp của họ. Ông Pompeo cũng nêu rõ,
tất cả các nước cần ý thức rõ về độ nguy hiểm nếu không kiểm soát được tham vọng của Trung Quốc. Hãng truyền thông Reuters cho hay cuộc họp báo nói trên diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Anh kéo dài 2 ngày từ hôm 20 tháng 7 của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Và để đáp trả thì Trung Quốc cũng vừa ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Thành Đô ở miền Tây Nam. Đây là động thái ăn miếng trả miếng mới nhất trong quan hệ giữa hai nước này. Đây là hình ảnh trụ sở của lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô. Trong thông báo ngày 24 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là phản ứng chính đáng và cần thiết trước những biện pháp phi lý của Mỹ, theo hãng tin AFP chia sẻ. Và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo đến Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc về quyết định rút chấp thuận thành lập và hoạt động của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho biết như vậy. Và Bộ cũng đưa ra những yêu cầu cụ thể về việc chấm dứt mọi hoạt động và sự kiện do Tổng lãnh sự quán tổ chức. Theo cổng thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thông báo được gửi đến Đại sứ quán Mỹ trong sáng ngày 24 tháng 7. Thông cáo nhắc đến sự kiện ngày 21 tháng 7 khi Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston, gọi hành động này là khiêu khích đơn phương. Trước đó nữa, vào ngày 21 tháng 7, Mỹ đã đột ngột yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston của bang Texas, Mỹ. Và Washington đã cáo buộc rằng nơi này và nhiều cơ quan đại diện ngoại giao khác của Bắc Kinh hoạt động gián điệp và gian lận visa. Đưa ra lời bình luận đầu tiên về việc Mỹ bất ngờ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo vào ngày 22 tháng 7 đã cảnh báo Washington có thể đóng thêm các lãnh sự quán khác của Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ nói, quý vị có thể thấy chuyện gì đã diễn ra, tôi đoán họ đốt tài liệu hoặc đốt giấy tờ và tôi tự hỏi tất cả đó là gì. Hãng truyền thông Reuters đã dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đề cập đến vụ cháy trong sân của tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston, Texas. Điều này đã diễn ra chỉ vài giờ sau khi Washington bất ngờ yêu cầu đóng cửa cơ quan ngoại giao này trong vòng 72 tiếng. Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio, quyền chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ khẳng định Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, bang Texas vừa bị yêu cầu đóng cửa là một bình phong cho hoạt động gián điệp. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston không phải là một cơ quan ngoại giao, đó là một nút trung tâm mạng lưới quy mô lớn các gián điệp hoạt động gây ảnh hưởng ở Mỹ. Tòa nhà đó phải đóng cửa ngay bây giờ và các gián điệp có 72 giờ để rời đi hoặc bị bắt. Ông Rubio đã viết trên trang mạng xã hội Twitter của mình như vậy. Nói thêm trên đài Fox News, ông Rubio cho biết Trung Quốc sử dụng các doanh nhân làm bình phong để gây ảnh hưởng lên quốc hội và các chính trị gia ở Mỹ ở cấp bang và địa phương. Đây là hình ảnh lính cứu hỏa đến hiện trường sau khi cư dân báo tin nhiều tài liệu đang bị đốt trong sân của Tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc vào tối thứ Ba ngày 21 tháng 7. Video được một cư dân sống cạnh tòa nhà Tổng lãnh sự đăng trên mạng cho thấy nhiều thùng chứa có lửa bốc lên và nhiều người đang ném đồ vật vào thùng này. Giới chức Mỹ thời gian qua cáo buộc lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là tâm chấn của hoạt động đánh cắp nghiên cứu tại Mỹ. David Stever, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, còn mô tả phái bộ ngoại giao này của Trung Quốc có hành động mang tính lật đổ, theo tờ New York Times chia sẻ. Ngoài Houston, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco cũng đang chịu sức ép ngoại giao với cáo buộc chứa chấp người bị truy nã. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI cho rằng một nhà nghiên cứu của Trung Quốc bị buộc tội gian lận thị thực để che giấu mối quan hệ với quân đội Trung Quốc đã trốn trong lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, Mỹ suốt một tháng qua. Và vụ đóng cửa lãnh sự quán tại Trung Quốc cũng như lãnh sự quán của Trung Quốc tại Mỹ là diễn biến leo thang mới nhất trong chuỗi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Hôm 23 tháng 7, Ngoại trưởng Pompeo vừa phát biểu về chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Quốc và nói rằng mọi người cần chấp nhận sự thật khó khăn rằng nếu thế giới muốn có thế kỷ 21 tự do thì mô hình cũ của tiếp cận mù quáng với Trung Quốc sẽ không thu lại được gì. Và chúng ta không được để nó tiếp diễn và không được quay trở lại, ông nhấn mạnh. Mỹ có 7 phái bộ ngoại giao tại Trung Quốc gồm Đại sứ quán tại thủ đô Bắc Kinh, 5 lãnh sự quán ở Thành Đô, Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Vũ Hán, và một phái bộ ngoại giao ở đặc khu hành chính Hồng Kông. Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô từng là tâm điểm của sự kiện làm rung động chính trường Trung Quốc vào tháng 2 năm 2012. Và khi đó, cựu giám đốc Sở Cảnh sát Trùng Khánh, ông Vương Lập Quân bất ngờ chạy vào tòa nhà và cung cấp cho các nhà ngoại giao Mỹ thông tin một vụ án giết người có liên quan đến bà Cốc Khai Lai, vợ của Bạch Lai Hy, bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Ông Bạc sau đó bị Trung Quốc điều tra các tội danh tham nhũng và tội lạm dụng chức vụ, cuối cùng phải nhận án tù chung thân.
Theo tờ báo Wall Street Journal, Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô chịu trách nhiệm theo dõi diễn biến tại khu vực Tây Tạng, một trong các khu vực nhạy cảm đối với chính phủ Trung Quốc. Trung bình, phái bộ ngoại giao này có khoảng 200 nhân viên, bao gồm 150 nhân viên dân sự được thuê tại Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2020 với bản tin Mỹ tổng lực tấn công mối đe dọa chiến lược Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de